cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ có 17 khu công nghiệp có trong quy hoạch được chính phủ chấp thuận. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ xây dựng 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới, 4 khu công nghiệp tiềm năng mở rộng giai đoạn 2021-2030. Trong quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, Hưng Yên phát triển nhanh bền vững, trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô kinh tế và trình độ phát triển trong nhóm dẫn đầu cả nước, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội đồng bộ hiện đại, công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của cả nước. Hiện tỉnh đã ưu tiên dành quỹ đất để hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiện đại, với mục tiêu là điểm đến của các nhà đầu tư doanh nghiệp nước ngoài. Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ có 30 khu công nghiệp, gồm 17 khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận và 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới với tổng diện tích khoảng 9.589 ha. Trong số 13 khu công nghiệp tiềm năng quy hoạch mới, tỉnh Hưng Yên dự kiến sẽ dành 4.788 ha đất để thực hiện các khu công nghiệp này, trong đó có nhiều khu công nghiệp được quy hoạch với diện tích lớn như khu công nghiệp Phù Cừ với diện tích 544 ha, khu công nghiệp Tiên Lữ, Kim Động, Ân Thi có diện tích trên 460 ha, khu công nghiệp Ân Thi 1 có quy mô 450 ha. Bên cạnh đó, tỉnh quy hoạch 4 khu công nghiệp tiềm năng mở rộng giai đoạn 2021-2030 gồm khu công nghiệp Phố Nối A, quy mô 207 ha trên địa bàn huyện Văn Lâm, khu công nghiệp Văn Nhuệ, Hoàng Hoa Thám, Tân Á, Đại Thành tại huyện Ân Thi, khu công nghiệp Kim Động 100 ha, khu công nghiệp số 5 28,6 ha trên địa bàn huyện Ân Thi và Kim Động. Đáng chú ý, sau năm 2030, quy hoạch thêm 5 khu công nghiệp tiềm năng với tổng diện tích khoảng 2.460 ha, gồm khu công nghiệp Phù Cừ Tiên Lữ 2, diện tích quy mô dự kiến 360 ha nằm trên địa bàn huyện Phù Cừ và Tiên Lữ, khu công nghiệp Khoái Châu 150 ha trên địa bàn huyện Khoái Châu, khu công nghiệp Kim Động Khoái Châu, diện tích 1.400 ha trên địa bàn huyện Khoái Châu và Kim Động, khu công nghiệp Ân Thi 2, diện tích 300 ha trên địa bàn huyện Ân Thi và khu công nghiệp Mỹ Hào, diện tích 250 ha trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Việc thành lập mở rộng các khu công nghiệp đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, khu công nghiệp được phân bổ và các quy định pháp luật có liên quan. Ông Hoyada, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Arizon Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã thăm hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ để tìm kiếm vị trí đặt nhà máy. Cuối cùng, lãnh đạo công ty đã chọn Hưng Yên là điểm dừng chân bởi nơi đây có vị trí giao thương thuận lợi, hạ tầng giao thông đồng bộ, nguồn nhân lực dồi dào, nhất là sự đồng hành hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh đối với doanh nghiệp đã giúp địa phương này trở thành điểm đến của các nhà đầu tư. Đặc biệt, trong suốt quá trình sản xuất kinh doanh, công ty luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên, nhất là của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, luôn lắng nghe, tạo điều kiện giải quyết vướng mắc, tháo gỡ khó khăn, đơn giản hóa thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh. Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên Vũ Quốc Nghị cho biết, hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 khu công nghiệp với diện tích hơn 4.300 ha, trong đó có 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và tiếp nhận dự án đầu tư. Với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại và vị trí thuận lợi, các khu công nghiệp có lợi thế và sức hấp dẫn lớn trong thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Theo ông Vũ Quốc Nghị, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác, thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế các khu công nghiệp, tăng tỷ lệ lấp đầy. Cùng đó, kết hợp phát triển theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu các khu công nghiệp để tăng tính cạnh tranh quốc gia và quốc tế, hình thành các cụm liên kết ngành có quy mô lớn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. Cùng với đó, tỉnh tập trung thành lập mới và phát triển các khu công nghiệp đã có trong quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, ưu tiên thành lập mới, mở rộng các khu công nghiệp có vị trí thuận lợi, khả năng thu hút các nhà đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tỉnh Hưng Yên cũng sẽ tập trung phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên như công nghiệp công nghệ cao gắn với công nghệ số,
công nghiệp sản xuất thiết bị điện, năng lượng, công nghiệp sản xuất cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao, công nghiệp sản xuất các thiết bị y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, dược phẩm, công nghiệp dệt may. Mới đây, tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024 đã diễn ra với nghi thức khởi công dự án cầu Kênh Vàng cùng với hệ thống đường dẫn hai đầu cầu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối Bắc Ninh và Hải Dương. Dự án cầu Kênh Vàng với chiều dài tổng tuyến khoảng 13,4 km được Ban Quản lý Dự án Xây dựng Giao thông Bắc Ninh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí cho dự án này lên tới hơn 2.182 tỷ đồng. Cây cầu dài 740 m, rộng 23,5 m là cầu đầu tiên được xây dựng trên sông Thái Bình. Cầu được thiết kế với quy mô vĩnh cửu và kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực. Hệ thống đường dẫn có chiều dài 12,6 km với mặt đường rộng 15 m sẽ được xây dựng tại huyện Gia Bình, Lương Tài và huyện Nam Sách, Hải Dương. Cầu Kênh Vàng không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là biểu tượng cho sự kết nối và phát triển giữa hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương. Dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống của người dân. Dự kiến cầu Kênh Vàng sẽ được hợp long vào năm 2025. Nhân dịp Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 21 và hoàn thành toàn bộ dự án vào dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh, mùng 1 tháng 1 1997, mùng 1 tháng 1 2027. Một trong những điểm nổi bật của vành đai 4 vùng thủ đô là huyện Mê Linh sẽ là điểm đầu được kết nối với cầu Hồng Hà, cây cầu nối huyện Mê Linh và huyện Đan Phượng. Cây cầu Hồng Hà có tổng mức đầu tư sơ bộ lên đến gần 10.000 tỷ đồng với chiều dài khoảng 6 km bao gồm cả đường dẫn. Theo dự kiến, cầu Hồng Hà được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2023 và sẽ hoàn thành sau 3 năm xây dựng. Thời điểm hiện tại, người dân thuộc huyện Mê Linh và Đan Phượng muốn qua sông cần phải đi vòng qua cầu Thăng Long, cách đó hơn 12 km hoặc phải đi bằng phà. Trong khi đó, việc kết nối với các bến phà đều không thuận tiện khi phà phải chờ đủ xe mới chạy nên tốn khá nhiều thời gian. Sau khi cầu Hồng Hà được xây dựng và đưa vào sử dụng, sẽ giúp rút ngắn thời gian kết nối, tăng cường việc giao thương của phía Tây Hà Nội, đồng thời cũng góp phần hoàn chỉnh đường vành đai 4 vùng thủ đô. Liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng, huyện Mê Linh đã thu hồi 100% đất nông nghiệp. Trong khi đó, về đất ở, huyện cũng đang tích cực xây dựng các khu tái định cư để đưa người dân đến nơi ở mới. Nhờ việc giải phóng mặt bằng tương đối tốt và có bãi cát riêng, đảm bảo vật liệu xây dựng nên tiến độ đường song hành qua Mê Linh được tiến hành khá nhanh. Hiện hai bên dự án đã được lưu nền đất và nhiều chỗ cũng đã được trải các lớp đá. Trong khi đó, đối với các hạng mục đường cao tốc, phần việc hiện tại, công trường chủ yếu là cào bỏ lớp đất cũ, đổ đất mới và lưu nền. Sau khi hoàn thành, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô sẽ tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực phát triển mới cho Hà Nội nói chung và huyện Mê Linh nói riêng. Đồng thời cũng thúc đẩy việc phát triển kinh tế xã hội các tỉnh thành phố trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Dự án vành đai 4 vùng thủ đô có tổng chiều dài khoảng 112,8 km, trong đó có 58,2 km đi qua địa bàn Hà Nội, Hà Đông, Thanh Oai, Đan Phượng, Mê Linh, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức với tổng mức đầu tư khoảng 86.000 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 25 tháng 6 năm 2023. Trong đó, đoạn qua Hưng Yên khoảng 19,3 km và đoạn qua Bắc Ninh khoảng 35,3 km. Điểm đầu của dự án tại nối điểm cao tốc Nội Bài Lào Cai và điểm cuối nối cao tốc Nội Bài Hạ Long. Với chiều dài khoảng 11,2 km, dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô đi qua địa bàn 5 xã tại huyện Mê Linh với tổng diện tích thu hồi đất khoảng 141,5 ha, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng gần 3.000 tỷ đồng. Tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô đoạn qua huyện Mê Linh sẽ có quy mô 6 làn cao tốc và đường song hành hai bên với tổng cộng 10 làn xe, có cách hành lang cây xanh, công trình hạ tầng kỹ thuật và phần dự trữ cho tuyến.